Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga phá vỡ hoàn toàn các tuyến phòng thủ ở Avdiivka. Kênh SGS đưa tin, trong những trận chiến ác liệt, quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát cầu đường sắt và đang tiến dọc theo phố Zelenodorozhny và đường số 1 trong làng nghỉ mát. Thành phố chính thức bị cắt làm đôi. Có vẻ như tất cả lính xung kích Nga đều ở đó, được hỏa lực pháo binh và không quân yểm trợ, họ tiếp tục đánh dọc đường sắt về phía nam. Kênh Military Summary cho biết chi tiết hơn, theo thông tin cập nhật mới nhất, lực lượng vũ trang Nga tiến gần về khu 9 gồm nhiều tòa nhà cao tầng và giành được điểm cao 218. 25% diện tích lãnh thổ Avdiivka đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Có vẻ những con số này không nhiều, nhưng người Nga giành được mọi điểm cao và thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với những tuyến đường tiếp tế chính của nhóm lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực trung tâm và phía đông. Kênh Iden đưa tin ở Nam Avdiivka, Nga mở rộng vùng kiểm soát của họ trên cánh đồng phía bắc Obine. Dự đoán lực lượng Nga sẽ tiếp tục tràn lên phía bắc. Kênh Mir đưa tin Nga đã kiểm soát cầu đường sắt phía nam nhà máy than cốc Avdiivka. Tuyến phòng thủ của đối phương dọc theo tuyến đường sắt hoàn toàn bị phá vỡ. Các đôi thành phố làm hai phần. Nhóm quân Ukraine cố thủ ở đông nam đô thị coi như bị bao vây. Tình thế rất khó khăn. Họ còn rất ít sự lựa chọn, hoặc tiếp tục tử thủ đến phút cuối cùng, hoặc mở đường máu rút lui. Nhưng chỉ bộ binh có cơ hội thoát ra, vũ khí trang bị nặng phải bỏ lại. Máy bay ném bom Tu-95 cất cánh ở Nga, Ukraine cảnh giác cao độ. Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine rạng sáng ngày 7 tháng 2 cho biết một số máy bay Tu-95 cất cánh từ sân bay Olenia ở vùng Murmansk của Nga và dự kiến chúng sẽ đến khu vực phóng tên lửa vào khoảng 5 giờ, tức là 9 giờ Việt Nam. Không quân Ukraine cảnh báo các lực lượng vũ trang phải theo dõi sát sao tin nhắn và trong trường hợp có cảnh báo không kích, hãy lập tức sơ tán đến nơi trú ẩn. Quan chức Ukraine, tình hình ở Avdiivka trở nên nguy cấp. Kiev Independent đưa tin, Vitaly Barabash, người đứng đầu cơ quan quân quản Avdiivka ngày 6 tháng 2 cho biết, tình hình xung quanh thành phố tiền tuyến bị bao vây ở Donetsk đang trở nên rất khó khăn, thậm chí là nguy cấp ở một số khu vực. Nga tăng cường tấn công ở Avdiivka từ tháng 10 năm 2023, được cho là đã chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực bao vây thành phố chỉ cách Donetsk vài km. Bất chấp thương vong, các báo cáo gần đây bắt đầu thừa nhận lực lượng Nga đang có những bước tiến ổn định. Ông Barabash nói, tình thế rất khó khăn, rất căng thẳng. Chúng tôi có thể nói rằng tình hình rất khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Quan chức này nói thêm rằng điều này không có nghĩa là mọi thứ đã mất, nhưng nhấn mạnh rằng Nga vẫn tiếp tục tung lực lượng lớn tới Avdiivka. Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm 27 tháng 1, bất chấp những tiến bộ của Nga, thành phố này khó có thể thất thủ trong những tuần tới vì Ukraine vẫn duy trì tuyến đường cung cấp chính. Trong bản đánh giá ngày 4 tháng 2, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Moscow gần đây đã tiến về phía đông Avdiivka, tiến lên dọc theo đường cao tốc H-20. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga tấn công dữ dội ở Robertin và Avdiivka. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 6 tháng 2 cho biết, trong 24 giờ qua, 81 cuộc đụng độ quân sự diễn ra trên mặt trận. Quân Nga phóng 4 tên lửa, tiến hành 17 cuộc không kích và 45 cuộc tấn công bằng pháo phản lực bắn loạt. Báo cáo có đoạn, trong ngày, không quân Ukraine tiến hành không kích vào 13 khu vực tập trung quân và 2 hệ thống tên lửa phòng không của đối phương, tiêu diệt 1 tên lửa KH-59. Lực lượng tên lửa đánh trúng 1 chốt kiểm soát, 1 khu vực trung quân sự, 2 kho đạn dược và 3 trận địa pháo binh Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã đẩy lùi hầu hết những cuộc tấn công của Nga ở Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Mariinka, Zaporizhia và Kherson. Đối phương không thực hiện các hoạt động tấn công theo hướng Kupiansk và Shatarsky. Tổng thống Zelensky chỉ thị thành lập lực lượng UAV. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Zelensky chỉ thị các bộ ngành liên quan thành lập lực lượng UAV độc lập nằm trong lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, ông Zelensky chỉ thị cho chính phủ cùng với Bộ Tổng tham mưu nghiên cứu vấn đề tạo ra các hệ thống không người lái như một lực lượng độc lập trong cơ cấu lực lượng vũ trang Ukraine và dựa trên kết quả của công việc đệ trình đề nghị Hội đồng An ninh và Quốc phòng xem xét. Sản lượng lọc dầu Nga giảm 4% sau các cuộc tấn công UAV. Các nhà máy lọc dầu của Nga giảm sản lượng 4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước, một phần do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng gia tăng, Kommersant đưa tin ngày 6 tháng 2. Nhiều cuộc tấn công bằng UAV đã được báo cáo nhằm vào hàng loạt kho dầu và nhà máy lọc dầu ở Nga vào tháng 1, bao gồm các tỉnh Bryansk, Orion và Leningrad, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tuyên bố về việc UAV nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Theo Kommersant, một cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Tuapse ở Krasnodar Krai vào đêm ngày 25 tháng 1 khiến sản lượng giảm 30% ngay sau đó.
Người dân địa phương cho biết đã nhìn thấy nhiều chiếc UAV bay qua khu vực trước và sau vụ cháy kho dầu. Tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu khác, chẳng hạn như những nhà máy thuộc sở hữu của Bashneft, một công ty do Rosneft kiểm soát, đã tăng sản lượng lọc dầu lên 13%, Komensan lưu ý. Bloomberg ngày 23 tháng 1 cho biết, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đạt mức thấp nhất trong 2 tháng sau vụ tấn công được cho là vào nhà máy khí đốt Novatek gần Saint Petersburg vào đêm ngày 21 tháng 1. Hỏa hoạn cũng bùng phát tại nhà máy lọc dầu Volgograd đêm ngày 3 tháng 2. Chính quyền địa phương cho rằng đám cháy bắt đầu khi một chiếc UAV bị bắn rơi xuống khu vực nhà máy lọc dầu. Chính quyền Ukraine hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy tổn thất pháo binh của Nga cao hơn báo cáo. Newsweek đưa tin Nga đã trưng dụng khoảng một nửa số khẩu pháo khỏi các căn cứ dự trữ kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này cho thấy tỷ lệ hao hụt thiết bị của nước này cao, theo hình ảnh vệ tinh được trích dẫn bởi các nhà phân tích báo cáo nguồn mở OnSIN. Trong xung đột, Nga được cho là mất một số lượng lớn binh sĩ cũng như trang thiết bị. Có những ước tính khác nhau từ Kiev và các đồng minh, đặc biệt là kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc tấn công vào Avdiivka tại Donetsk. Cả Moscow và Kiev đều kín tiếng về tổn thất của mình và hiếm khi tiết lộ số lượng thiết bị đã bị phá hủy. Theo Oris, tính đến thứ Ba ngày 6 tháng 2, Nga đã mất 666 khẩu pháo tự hành SPG và 340 khẩu pháo xe kéo SA. Trang web theo dõi tổn thất bằng cách sử dụng bằng chứng hình ảnh hoặc video, mặc dù có cảnh báo trước rằng số lượng vũ khí bị phá hủy cao hơn đáng kể. Newsweek đã liên hệ qua email với Bộ Quốc phòng hôm ngày 6 tháng 2 đề nghị bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi. Hạm đội bóng tối của Nga sắp hết nơi ẩn náu. Newsweek đưa tin các chủ tàu chở dầu phương Tây lo sợ các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các hoạt động bán dầu của Nga gây lên áp lực hạm đội bóng tối của Moscow vận chuyển nguồn năng lượng xuất khẩu quan trọng của nước này kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine. Các biện pháp nhằm bóp nghẹt một trong những nguồn tạo ra doanh thu xuất khẩu chính của Nga để tài trợ cho chiến sự, trong đó G7, EU và Australia áp đặt trần giá, cấm các công ty bảo hiểm, hỗ trợ tài chính và vận chuyển dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga được bán trên $60 một thùng. Tuy nhiên, Nga đã buôn bán dầu bằng cách sử dụng một đội tàu ma, trong đó có quyền sở hữu các tàu được tổ chức lại, thường thông qua các công ty vỏ bọc ở Trung Đông nhằm che giấu mối liên hệ của họ với Moscow. Số lượng tàu ma rời Nga đã tăng từ 13% vào tháng 2 năm 2022 lên 42% vào giữa năm 2023. Bloomberg trích dẫn từ tài liệu Windward AI cho biết vào tháng 1, số lượng tàu treo cờ carbon đã tăng gấp 5 lần trên 100 chiếc, tăng từ mức chỉ 20 chiếc vào tháng 2 năm 2023. Tuy vậy, công ty tình hình báo cáo dự đoán đã lưu ý đến các tàu treo cờ như Liberia và Saint Kitts và Nevis đã bị cơ quan quản lý nhắm tới rất nhiều. Bloomberg cho biết các tàu chủ Hy Lạp đã rời khỏi hoạt động buôn bán dầu thô của Nga do các biện pháp cứng rắn của Washington. Các tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hy Lạp vận chuyển dầu thô Nga đã giảm tới 40 chiếc vào tháng 5 năm 2023 và 20 chiếc trong nửa cuối năm ngoái, xuống chỉ còn 8 chiếc vào tháng 1 sau lệnh cấm vận của Mỹ. Nga tập kích tên lửa khiến Kiev mất điện một phần. Nga phóng nhiều đợt tên lửa nhắm vào các thành phố của Ukraine, gây ra nhiều vụ nổ và khiến một phần thủ đô Kiev mất điện. Nhiều vụ nổ xảy ra trong thành phố, lực lượng phòng không đang chiến đấu, đừng rời khỏi nơi trú ẩn cho đến khi hết báo động. Các mảnh vỡ tên lửa đã làm hỏng hai đường điện cao thế, khiến một số khu vực ở thủ đô bị mất điện. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay ngày hôm nay. Giới chức Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành nhiều đợt phóng tên lửa trong vòng vài giờ nhằm vào Kiev và các thành phố khác. Báo động phòng không được kích hoạt trên toàn lãnh thổ Ukraine trước đó sau khi quân đội nước này phát hiện ít nhất 9 oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS của Nga cất cánh. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine nói rằng Nga đã sử dụng 29 tên lửa hành trình KH-101-555 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, 4 tên lửa diệt hạm siêu thanh KH-22, 3 tên lửa hành trình Kalib phóng từ tàu chiến, 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, 5 tên lửa phòng không S-300 hoán cải và 20 máy bay không người lái UAV tự sát theo kiểu Shahed 136-131 trong đợt tập kích. Các đơn vị phòng không đã đánh chặn 44 mục tiêu, gồm 26 tên lửa hành trình KH-101-555, 3 quả đạn Kalib và 15 UAV tự sát, cơ quan này cho hay. Tỉnh trưởng Kharkov Oleg Shunehubov nói rằng hạ tầng phi dân sự tại thủ phủ cùng tên đã trúng tên lửa, nhưng không nói thêm chi tiết. Hàng loạt tiếng nổ cũng được nghe thấy tại tỉnh Mykolaiv ở miền Nam, Khmelnytsky và Cherkasy tại miền Trung, tỉnh Lvov và thành phố Ivano-Frankivsk ở miền Tây Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào Ukraine từ cuối tháng 12 năm 2023, trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này.
Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng. Vadim Skibitsky, phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, nhận định Nga chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng, thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng. Ukraine gần đây thông báo tỷ lệ đánh chặn máy bay không người lái UAV và tên lửa Nga thấp hơn nhiều so với những đợt không kích hồi năm ngoái. Kiev lý giải rằng Moscow phóng lượng lớn tên lửa đạn đạo khiến phòng không nước này khó đánh chặn hơn. Trong khi các cuộc xung đột vẫn đang leo thang ở Ukraine và Trung Đông, hệ thống phòng không Panzer của Nga đang được ưa chuộng ở Trung Đông. Hiệu quả của hệ thống phòng không do Nga sản xuất này được khẳng định trong điều kiện thực tế trên chiến trường Ukraine. Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 6 tháng 2 dẫn lời Giám đốc điều hành Cơ quan xuất khẩu quốc phòng Nga Alexander Mikhiev cho biết tại Triển lãm Quốc phòng Thế giới năm 2024 rằng các đối tác Trung Đông của tập đoàn Rosoboronexport của Nga rất hào hứng với năng lực của hệ thống tên lửa phòng không Panzer trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Ông Mikhiev cho biết, ông thường nghe các đối tác nước ngoài, trong đó có các nước Trung Đông đánh giá tốt về các video của Bộ Quốc phòng Nga với cảnh quay hoạt động tác chiến của Panzer trong vùng hoạt động quân sự. Theo đó, các đối tác Trung Đông đặc biệt ấn tượng với Panzer trước sức mạnh của tên lửa phóng loạt hiện đại của các nhà sản xuất phương Tây. Ông Mikhiev cho biết, hiệu quả của hệ thống Panzer được khẳng định trong điều kiện thực tế sẽ làm tăng sự quan tâm đến hệ thống này trên toàn cầu. Rosoboronexport hiện đang quảng bá Panzer ở nhiều khu vực trên thế giới. Vị quan chức này nhấn mạnh, các quốc gia Trung Đông có truyền thống trang bị cho quân đội của họ những loại vũ khí tiên tiến nằm trong số những nhà sản xuất hàng đầu, và Nga sẽ đưa ra một hình thức hợp tác độc đáo với các quốc gia thân thiện, ví dụ như nội địa sản xuất hóa Panzer trong lãnh thổ của khách hàng. Trước đó, mạng tin quốc phòng Army Recognition dẫn các nguồn tin của Nga cho biết, hệ thống tên lửa phòng không Panzer SM nâng cấp với số lượng chưa xác định được triển khai tại Ukraine. Panzer SM là hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn di động dựa trên khung gầm xe quân sự CAMS AZ-8x8 với buồng lái bọc thép đặt ở phía trước xe, giúp bảo vệ kíp chiến đấu trước sự tấn công của vũ khí nhỏ và mạnh đạn pháo. Ngoài ra, Panzer SM được trang bị tên lửa mới với tốc độ tầm bắn và độ chính xác cao hơn, cho phép chống lại một cách hiệu quả các mối đe dọa trên không, bao gồm máy bay không người lái thấp, đạn dẫn đường chính xác, cũng như các vũ khí tấn công trên không truyền thống như máy bay và trực thăng. Là biến thể nâng cấp của Panzer S1, Panzer SM được đánh giá là có khả năng chiến đấu mạnh hơn nhiều phiên bản tiền nhiệm. Một trong những bản nâng cấp quan trọng của Panzer SM là khả năng phạm vi phát hiện và tiêu diệt mục tiêu nhờ được kết hợp công nghệ radar và tên lửa tiên tiến, giúp phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 75 km, gấp đôi với Panzer S. Khả năng cơ động và hiệu quả triển khai của Panzer SM cũng đã được cải thiện, đảm bảo thời gian phản ứng nhanh hơn và khả năng thích ứng trên nhiều loại địa hình khác nhau. Hệ thống này có thể được triển khai chỉ trong 5 phút, thời gian phản ứng là 5 giây. Những cải tiến này làm cho hệ thống trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn trong các tình huống chiến đấu phức tạp. Israel không kích hàng loạt mục tiêu quân sự ở Syria. Quân đội Syria hôm ngày 7 tháng 2 cáo buộc Israel đã phóng tên lửa tấn công vào một số địa điểm ở tỉnh Homs, trong khi truyền thông địa phương cho biết các cuộc tấn công nhắm vào các tiền đồn quân đội Syria và một căn cứ không quân trong khu vực. Syria tuyên bố phòng không nước này đã bắn rơi một số tên lửa, nhưng không nêu chi tiết về các mục tiêu bị tấn công. Một nguồn tin quân sự nói với truyền thông nhà nước rằng một số người thương vong và Syria chịu thiệt hại về mặt tài sản. Truyền hình nhà nước Syria chiếu cảnh xe cứu thương lao tới hiện trường vụ tấn công, cho thấy những tòa nhà bị đổ sập và nhiều mảnh vỡ. Theo một số nguồn tin tình báo quân sự, các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Shirat và một số địa điểm ở ngoại ô Homs. Kể từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas nhắm vào Israel, Tel Aviv đã tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Iran và các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn tại Syria. Israel trong nhiều năm đã thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu họ mô tả có liên quan đến Iran ở Syria, nơi ảnh hưởng của Tehran ngày càng tăng kể từ khi nước này bắt đầu hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011. Trong hơn 10 năm xảy ra nội chiến tại Syria, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích, chủ yếu nhằm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Israel đã bị cáo buộc đã tăng cường tấn công nhằm vào các nhân vật cấp cao của Iran và đồng minh ở Syria và Liban, những người ủng hộ nhóm Hamas, làm dấy lên lo ngại rằng giao tranh ở dải Gaza có thể lan rộng hơn nữa. Israel hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công nhắm vào Syria. Tuy nhiên, Tel Aviv đã tuyên bố sẽ không cho phép Iran, đối thủ không đội trời chung với Israel, mở rộng sự hiện diện ở Syria. Ông Biden nhầm ông Macron với Tổng thống Pháp quá cố. Tổng thống Mỹ Biden nhầm Tổng thống Emmanuel Macron với cố lãnh đạo Pháp François Mitterrand, người qua đời năm 1996 khi vận động tranh cử ở Las Vegas.
Trong bài phát biểu ở thành phố Las Vegas, bang Nevada ngày 5 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden kể lại cuộc trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức, khi đó là bà Angela Merkel, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Anh hồi tháng 6 năm 2021. Ngay sau khi đắc cử, tôi đến dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở miền Nam nước Anh. Tôi ngồi xuống và nói, nước Mỹ đã trở lại. Tổng thống Đức, Mitterrand, ý tôi là Pháp, nhìn tôi và nói, các ông sẽ trở lại trong bao lâu? Ông Biden nói. Mitterrand là Tổng thống Pháp từ năm 1981 đến năm 1995. Ông qua đời năm 1996. Nhà Trắng sau đó đăng tải nội dung bài phát biểu trên trang web với phần tên Mitterrand đã được thay thế bằng Macron. Ông Macron đắc cử năm 2017 ở tuổi 39, trở thành nguyên thủ quốc gia trẻ nhất nước Pháp kể từ thời Napoleon. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chế giễu sự cố nhầm lẫn của Tổng thống Mỹ. Thế giới đang gặp nguy hiểm khi người nắm giữ các mã hạt nhân nói chuyện với Tổng thống Pháp quá cố Mitterrand, ông Medvedev viết. Người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu nhầm chưa đầy một ngày sau khi ông dường như bị đứng hình khi trả lời phóng viên về thỏa thuận con tin tiềm năng giữa Israel và Hamas. Ông nói chậm rãi và có vẻ gặp khó khăn khi diễn đạt. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Biden nhầm lẫn giữa hai nữ ca sĩ Taylor Swift và Britney Spears khi ân xá cho gà Tây trong lễ tạ ơn. Tháng 6 năm 2023, ông bị chế giễu trên mạng xã hội sau khi nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thua cuộc chiến ở Iraq. Vào tháng 7 năm 2023, ông nói hơn 100 người Mỹ đã chết vì COVID-19 từ khi đại dịch bùng phát. Nhà Trắng sau đó sửa lại con số này thành hơn 1 triệu. Ông Biden, 81 tuổi, hiện là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nếu đắc cử tổng thống năm nay, ông sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ đến năm 85 tuổi. Nhiều cử tri Mỹ đã bày tỏ sự lo ngại về vấn đề tuổi tác cũng như sức khỏe của tổng thống. Song Nhà Trắng khẳng định ông khỏe mạnh và đủ khả năng đảm nhiệm cương vị.